Vâng, xin chào quý vị khán giả. Trong clip này thì giới thiệu với quý vị một số những cây nữa. Trong đó cái cây đầu clip là cái cây si. Một cây si như con hổ đang nằm. Trông nó già, lu biếu, chun vào và cốt rất lớn. Tay cành ở đây thì vừa mới được bẻ cong, định hình sau này cắt nuôi phóng cho nó to nhanh. Cái cành này nó to bằng cái ống phi 4243 đấy, thì nó vừa giật lại làm phát nữa. Si làm được giật thì sau này nó sẽ rất đẹp, bởi vì cây si là cây trường thọ, tuổi rất cao. Đây chúng ta cùng xem cái thân cốt của nó này, già méo lu biếu, nhìn thì như hai hòn non bộ, cảm giác giống hòn trống mái. Đây nha, tất cả các mầm đều được định hình rồi đây, sau này cứ bấm là xong. Anh vừa làm vừa giới thiệu thêm với cây đi. Được, chia sẻ tất cả anh em trên cả nước yêu cây. Thứ nhất là cái cốt si này là si trắng cánh sen, lá rất nhỏ. Thứ hai là cái cốt này thì nó lùn nực, nó già cây, rất là nhăn nhó từ tất cả phần ngọn xuống và phần bệ. Và cái đây cũng là liền cùng nhau, chiều bay truyền ra đây. Và cái cây này thì mới mua của anh em. Cái tác phẩm này mình thích quá, hai là cốt nó cũng đẹp lùn, mình mới mua. Cũng chia sẻ anh em để Phong quay qua cho anh em vòng quay, mình đo kích thước cho anh em xem. Một cây cốt si rất lùn nực và độ già cây cũng có tuổi rồi. Vâng, cái cây này nó nằm ngoài vườn nhá, cho nên là cái màu xanh của cây khác nó sẽ quện vào, cho nên tôi phải căng phông. Bây giờ tôi sẽ chuyển phông sang với đối diện này, quay mặt bên kia. Vâng, đây là cái mặt đối diện nhá, đang đúng hướng nắng, xuôi nắng, rất đẹp. Cây cốt lớn, già chun. Nếu mà anh em mà làm cây ấy, đi tìm được những cốt si như thế này là chơi rất thích. Với cái dòng này mà hãm răm là cũng rất dày nhá. Cái quan trọng nhất là cái cốt nó đẹp rồi, còn tay bông thì dễ xử lý thôi. Đấy, anh Đại vừa đo kích thước rồi giới thiệu thêm về cây cho anh em. Rồi, cũng đo kích thước mà mình mua được cái cây này, mình cảm thấy nó thứ nhất là lùn đây, rất thì... là tâm đắc. Rồi đây chia sẻ cho anh em xem cái cốt si. Anh đo chiều phần thân bệ dưới. Đây là vào 2m05 phần bệ. Đấy, 2m1. 2m1 đây. Đấy, đo một cái củ thân chính này. Ghê nhỉ. Lùn mà có 2 này. Để hơn 2m. 1m10. Đây là vanh của một thân chính nhá. 1m10. 1m1. Đo chiều và dài và chiều cao. Tàn cành mà sau này làm ra đây là 1m2. Chiều cao thì làm đến ngọn đây là vào 165 phân. 65. Nếu bình thường đây là đo đến cái điểm cắt giặt đây là 60 này. Mặt chậu lên 60. Thì tôi cũng chia sẻ anh em là với tác phẩm này thì mình rất là yêu thích. Mình mới lấy được ông anh nhượng cho. Thì hôm nay cũng chia sẻ anh em, nếu anh em nào yêu thích thì điện cho mình nha, cho anh em xem kích thước. Ông mời anh em lên nhà chơi. Vâng, đây là một trong những cốt cây đẹp nhá, cốt cây quý. Cho nên là bác nào mà yêu thích thì cứ điện cho anh Đại, bởi vì cây này không muốn báo giá trực tiếp. Và tôi sẽ chuyển sang một cây tiếp theo. Vâng, ở cây này giới thiệu với quý vị khán giả một cây hoa giấy tím Bắc, thân cốt lớn, điệu đà, tay cành làm khá kỹ nhá, bông mái thì xếp mảng xếp lớp,
nhưng mà vẫn đổ theo các chiều, hai chiều, tay bay, tay hồi, tay rơi đều có. Dăm cây này khá dày. Nhưng mà cây này mà bung hoa ra, bây giờ đến cuối năm giáp Tết anh em ép hoa một lần. Kỹ thuật ép hoa như thế nào thì cứ điện cho anh Đại nhá, anh sẽ hướng dẫn. Anh xoay các hướng chậm chậm thôi cho anh em ngắm tí. Hôm nay trời rất nắng nên là nó phản chiếu ánh sáng. Đây, tôi sẽ quay đến gần. Đây là cái phần thân cốt nhá. Cốt méo dẹt, phè răng hai bên. Bồng bềnh rất đẹp. Và anh giới thiệu thêm về cây một chút. Cũng chia sẻ anh em, đây là một cây cốt hoa giấy. Mình làm này là cũng hoàn thiện rồi, anh em chỉ việc chơi thôi. Cốt hoàn thiện, và đây những cái điểm dẹt quay lên và hồi lại, cành bay ra, rất nghịch cây. Thì cái cốt này thì mình đo kích thước cho anh em xem. Hoàn thiện rồi, tổng thể có cành bay. Này là 72 phân này, phần bệ này. Phần thân trên này 50 phân này. Chiều tàn của cây hoa giấy này đây là 70. Cao đây là 63 phân. Bao giá đây? Rồi, cái này 8 triệu rưỡi bao ship. Anh em nào thích thì cũng liên hệ với anh Đại nhá. Một cây mịn thì việc chơi thôi. Với cái giá đó tôi cho rằng rất mềm. Bây giờ anh em đi săn cây phôi hoa giấy cũng đắt lắm nhá, không dễ mua đâu. Có mua được thì giá cao. Để làm được cây này mất nhiều năm. Đấy, anh em nào thích thì liên hệ với anh Đại và tôi sẽ chuyển sang một cây tiếp theo. Vâng, ở cây này lại giới thiệu với quý vị khán giả, đây là một cây xanh hạt, thân cốt nạc, rễ già méo, dáng gù giống như một cô gái đang đứng gội đầu, đang cúi gội đầu, nhìn khá điệu. Đây cũng là một cái nét độc đáo của cây này. Anh Đại xoay các hướng cho anh em cùng xem một chút về các mặt, quay chậm này. Rễ già méo luôn, cũng vàng da nhá. Rất điệu. Đây, cái rễ méo bệnh rồi đây. Méo mó chun rồi, thành vách. Sẹo bo. Gù xuống, ngóc đầu lên. Rồi chỗ này có cái rễ cũng rất già. Cây rất điệu. Vâng, đây là tổng quan hình ảnh nhá, rất đẹp. Anh giới thiệu thêm về cây một chút. Rồi, chia sẻ anh em một cốt xanh lá nhựa rất là đẹp. Thứ nhất là cái phần dẹt của cây, gù cây, dáng cây thì nó có một cái chiều bay, điểm lắc lên làm ngọn, rất là lùn cây và quái cây. Cũng chia sẻ anh em đây thì mình đang làm, cốt cây đang làm, muốn chia sẻ anh em gọi là về làm thêm. Tác phẩm này thì quay cho anh em một lượt xong mình bỏ đo kích thước cho anh em xem. Này dăm nó dày, lá nhựa. Cái chiều bệ của cây này ra đây là 80 này. Chiều tàn cây. Tổng chiều dài cây đi. Dài cây đến đây là 78. Chiều cao là 45. Rồi, một cốt cây rất là nghịch cây. Để cho anh em là 3 triệu rưỡi bao ship nhá. 3 triệu rưỡi bao ship.
Anh em nào mà thích thì liên hệ ngay cho anh Đại nhá. Một cây giá rất rẻ, dáng điệu đà đẹp, chúng ta chỉ việc chơi thôi. Đợi to cành ép dăm. Vâng, tôi sẽ chuyển sang một cây kế tiếp. Nhìn cái cây này quả thực là không biết phải tả như thế nào. Nhờ anh đứng tránh một tí cho anh em xem cái tổng quan này. Vũ điệu mùa xuân. Đây, tạm gọi như thế còn đúng hay không thì các bác đánh giá nhé. Giống như người đang múa gù đầu xuống, giữa hai tay ra, cái mông chổng lên trời. Rất điệu độc đáo. Đây cũng là một trong những cây hoa giấy tím Bắc nghịch cây. Dáng độc lạ. Cây này nó bung hoa rồi nữa, đúng người múa dâng hoa rồi. Anh xoay các hướng. Lạ nhỉ. Vâng, tôi sẽ quay đến gần cho chúng ta cùng xem chi tiết cái này. Cái phần chân rễ nhá. Cái thống tàu cũng rất đẹp, dày dặn. Vâng, đây chính là cái phần thân quái này. Cái gốc trên này rễ ăn đây, lên đây. Nên trên này quặt xuống. Quặt xuống chỗ này. Đấy, còn cái bên này là cái cành. Nhìn nó hơi trừu tượng một tí. Bông dăm thì vẽ ấm bông bài mái, tảng vân. Cái dòng giấy này là cái dăm rất dày nha, hãm được. Lá nhỏ xíu. Rất độc và lạ. Đấy là chi tiết. Và cái chậu này thì cũng lại rất hợp với cây này. Vâng, anh giới thiệu thêm. Hôm nay tôi chia sẻ anh em một tác phẩm hoa giấy. Cốt cây cũng rất là nghịch cây, điểm gấp xuống, hồi lên. Cây này thì đang làm tổng thể nó lùn cây, gọn bonsai. Nói chung là tổng quan cả bốn mặt cây này đều đẹp cả. Cái điểm gấp của nó gù lên gấp xuống rất là tự nhiên. Chữ SC. Nói chung là anh em có những điểm quái cây, mỗi anh em có hướng. Thì mình cũng nói thật cây này cũng là thực sự rất là quái cây. Hôm nay cũng chia sẻ anh em. Mình đo kích thước cho anh em xem. Cây này là cây hoa tím Bắc. Hoa giấy tím Bắc này hoa rất là đẹp bền. Cái phần chiều bạ của cây này là 35 phân này. Chiều tàn của cây ra đây là 68 phân. Cao lên đây là 40 phân. Đấy, tổng 4 mặt đều đẹp. Cây tầm trung, bê tay. Một người bê nặng nhá. Chậu đẹp, cây đẹp. Anh báo giá. Cái này thì thực sự anh em, nếu anh em lấy là để cho 7 triệu rưỡi bao ship cho anh em. 7 triệu rưỡi bao ship. Vâng, một cây rất nghệ thuật, rất quái cây. Giống như một người đang múa. Điệu đà. Anh em nào thích thì liên hệ ngay để sở hữu cho mình cây này nhá. Và tôi sẽ chuyển sang một cái cây tiếp theo. Vâng, đây là cái cây cuối cùng trong clip. Một cây giấy tím Bắc. Cây này nó giống như một con vật đang nằm ngóc đầu lên. Cũng toàn là thân cốt quái cây thôi. Độc đáo. Giấy tím Bắc, cái dòng răm dày nhá. Hoa tím ngắt. Da vàng. Đóng vảy sừng. Cái dòng này là cái dòng mà nó rất khỏe. Anh xoay các hướng cho anh em cùng xem chút. Vâng, rất độc đáo. Cái phần bông tán tảng vân nhá, bồng bềnh nhá. Khi mà anh em chơi hoa giấy ấy, chọn những cái dòng mà vỏ nó vàng nhá. Đây tôi nói cụ thể này.
đây trước đây nó nằm dưới đất, nó vàng, nhưng đây trên này nó thoát ở trên không khí, trên trên cao đấy, nó vẫn cứ vàng. Cái dòng giấy này là cái dòng giấy rất khỏe, sức sống vô địch. Đóng vảy sừng cứ bong lớp này thì ra lớp khác. Và đặc biệt của nó là răm dày, hoa đẹp. Dòng giấy này nó đứng top đầu trong giấy, các loài hoa giấy. Chơi rất thích. Cây này mới ra đọt non vừa rồi. Có cả lá già, lá non. Ra xong đợt này anh ép đến Tết là hoa rực rỡ luôn. Đợt này sắp Tết là ép. Nó tùy có cây ra trước, cây ra sau. Nhưng tôi cứ chia sẻ anh em. Anh em nào mà yêu thích thì mình lại nhượng cho. Nhiều anh em cũng hỏi tầm giấy chung chung đẹp để anh em chơi trang trí sân vườn. Thì thôi, kích thước của cái này thì anh em cũng xem rồi. Phong quay qua, cũng tả qua rồi. Cũng rất là đẹp, bệ đẹp, dáng cây cũng đẹp. Cái phần bệ đây là 92 phân. Quan trọng là anh em mình cứ nhìn cây nào ưng nhãn là ok là xong. Cái này chiều tàn là 60. Chiều cao là 52 phân. Giá để cho anh em là 8.500.000 bao ship cho anh em. Một cốt hoa giấy rất là đẹp. 8.500.000. Một cây hoa giấy hoàn thành 80%, 85%. Rất đẹp. Anh em nào mà thích thì liên hệ ngay với anh Đại nhá. Vâng, tôi xin dừng cái video clip tại đây. Xin chào anh em và hẹn gặp lại. Xin chân thành cảm ơn. Quý vị và các bạn đừng quên đăng ký kênh và bình luận bên dưới video nhé.